Sáng thế ký chương 18. Ba thiên sứ đến thăm Abraham. Chúa xuất hiện gặp Abraham cạnh các cây sồi ở Mamre khi ông đang ngồi tại cửa trại vào một ngày trời nắng nóng. Vừa ngước mắt nhìn lên, ông thấy ba người đến gần mình. Ông liền rời cửa trại, chạy ra nghênh đón và cúi đầu. Abraham thưa, thưa Chúa, nếu tôi được ơn dưới mắt Chúa, xin đừng bỏ qua đầy tớ Chúa. Xin cho tôi đem một ít nước, các vị rửa chân và kính mời các vị nghỉ mát dưới bóng cây. Cho tôi lấy bánh để các vị ăn nót lòng, rồi sẽ lên đường, vì các vị đã hạ cố đến thăm nhà đầy tớ Chúa. Ba người ấy đáp, tốt lắm, ông cứ làm theo như ông nói. Abraham vội vã vào trại bảo Sarah, mau lên, lấy ba đấu bột lọc nhồi cho nhuyễn, rồi làm bánh đi. Abraham chạy thẳng đến bầy gia súc, chọn một con bê béo, giao cho đầy tớ nấu dọn gấp. Abraham đem sữa và bơ cùng thịt con bê đã nấu xong, dọn ra trước mặt ba người ấy, rồi đứng gần bàn dưới tàng cây. Trong khi đang ăn, họ hỏi Abraham, Sarah vợ ngươi đâu? Abraham thưa, nàng ở trong trại. Một vị bảo, độ một năm nữa ta sẽ trở lại đây thăm con, khi đó Sarah vợ con sẽ có một con trai. Sarah đứng nghe tại cửa trại sau lưng vị ấy. Abraham đã già và Sarah đều tuổi đã cao. Sarah đã quá tuổi sinh sản. Sarah cười thầm tự bảo, già như tôi mà còn được niềm vui làm mẹ nữa sao? Chúa tôi cũng đã già quá rồi. Chúa hỏi Abraham, tại sao Sarah cười và nói, già cả như tôi thế này mà thật còn sinh sản được sao? Có điều gì quá khó cho Chúa không? Đúng kỳ ấn định, trong một năm nữa, ta sẽ trở lại thăm con. Lúc ấy, Sarah sẽ có một con trai. Sarah sợ hãi, chối rằng con có cười đâu. Chúa đáp, thật, con đã có cười. Abraham cầu xin Chúa dung thứ dân Sodom. Các vị đứng dậy lên đường hướng về Sodom. Abraham theo tiễn chân họ đi. Chúa nói, ta có nên giấu Abraham điều ta sẽ làm không? Abraham sẽ thành một dân tộc lớn, hùng cường, và mọi dân tộc trên thế giới sẽ nhờ người mà được phước, vì ta đã chọn Abraham để người hướng dẫn con cháu và gia nhân theo người vâng giữ đường lối của Chúa, làm điều phải và công chính, để Chúa có thể thực hiện các lời Ngài đã hứa với Abraham. Bây giờ Chúa bỏ Abraham. Tiếng than oán về Sodom và Gomorrah quá lớn, tội ác chúng nó thật trầm trọng. Ta sẽ xuống đó xem có đúng như tiếng than vãn đã thấu đến ta không. Nếu không thì ta sẽ biết. Các người ấy quay lưng về hướng Sodom, nhưng Abraham còn đứng lại trước mặt Chúa. Abraham đến gần Chúa và hỏi, Chúa tiêu diệt người công chính chung với người ác sao? Nếu có 50 người công chính trong thành thì sao? Chúa sẽ tiêu diệt, hay Chúa sẽ dung thứ họ vì 50 người công chính ở giữa họ? Chúa không bao giờ làm việc ấy. Không bao giờ Chúa diệt người công chính chung với kẻ ác. Không bao giờ Chúa đối xử với người công chính cũng giống như các người ác. Không thể như vậy. Vị thẩm phán tối cao của cả thế giới không xử đoán công minh sao? Chúa đáp, nếu ta tìm thấy 50 người công chính trong thành Sodom, thì vì cớ họ ta sẽ dùng thứ cả thành. Abraham tiếp lời, thưa Chúa, con xin đánh bạo thưa với Chúa, dù con chỉ là tro bụi, nhỡ thiếu 5 người công chính
Trong số 50 người công chính đó, Chúa có tiêu diệt thành không? Chúa đáp, nếu ta tìm được 45 người công chính, ta sẽ không tiêu diệt cả thành. Abraham lại nói với Chúa, thưa Chúa, nếu chỉ có 40 người công chính thì sao? Chúa đáp, vì cớ 40 người đó, ta sẽ không tiêu diệt họ. Rồi ông nói, xin Chúa đừng giận, cho con được thưa, nếu trong thành có 30 người công chính thì sao? Chúa trả lời, ta sẽ chẳng tiêu diệt nếu ta tìm được 30 người công chính. Abraham nói, con lại đánh bạo xin thưa với Chúa, nếu chỉ 20 người công chính thì sao? Chúa đáp, vì 20 người đó, ta sẽ chẳng tiêu diệt thành. Abraham lại thưa, xin Chúa đừng giận, con chỉ xin thưa một lời nữa, nếu trong đó có 10 người công chính thì sao? Chúa đáp, vì cớ 10 người đó, ta cũng chẳng tiêu diệt nó. Xong câu chuyện với Abraham, Chúa ra đi, Abraham quay về trại.